Chào các anh em của BN Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách cho liên minh huyền thoại trên máy tính bằng điện thoại. Đầu tiên sẽ tải app NetBomb. Sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ mở, chọn bằng tài khoản Google để đăng nhập. Allow nha. Chọn LOL. Chọn bản thử nghiệm. Quyết vào ô sang lá cây. Live server thì đã sẵn sàng nên chúng ta sẽ ok. Có hai cách di chuyển là di chuyển bằng chuột và di chuyển bằng tay. Ở đây mình chọn di chuyển bằng tay. Nếu bạn nào sử dụng bằng chuột như thế, kịp vào chuột. Bỏ qua bước này, bấm Start. Kích vào cái nút ở trên của mình, phía bàn tay. Ok, phiên bản này được thử nghiệm trong vòng khoảng 30 phút nha các bạn. Chọn biểu tượng LOL. Mình sẽ hướng dẫn cách tạo tài khoản trước. Ở đây bấm Reset Now để cho nó cập nhật. Vì nó chỉ một lần chạy khoảng 30 phút thì chúng ta có thể tạo nhiều tài khoản Google. Ok, create account. Điền email, đầu tiên chúng ta sẽ điền. Để mà điền được email thì ta nhấn vào giữa khung hình phía trên. Sẽ ra một bàn phím, chọn vào biểu tượng bàn phím. Chọn test keyboard. Rồi giờ điền email vào. Chọn những email trước giờ chưa bao giờ sử dụng trong Garena. Bấm nút ship để lấy account@gmail.com. Ok, start. Tiếp theo điền ngày tháng năm sinh. Net. Điền tên tài khoản và password. Password ít nhất là 8 chữ số. Password ít nhất 8 chữ số, có ít nhất là 1 số và 1 chữ. Sau đó xác nhận lại mật khẩu. Cuối cùng là đồng ý hai cái điều khoản, sau đó là hoàn thành. Ở
Đây chọn những hình ảnh có cây cầu nha các bạn. Vì mình đã lập tài khoản nên bước này mình sẽ bỏ qua. Giờ mình đăng nhập vào và thử nghiệm cái bản game này. Rồi chọn Got It Summary. Rồi hình ảnh giới thiệu. Tiếp theo kích vào khung số 1. Đợi cho nó lay nha các bạn. Đây là hình ảnh ở trong game. Giống với bản trên PC. Giờ đến bước quan trọng đó là thiết lập các nút để điều khiển. Các bạn kích vào biểu tượng xanh ở trên giữa màn hình. Tôi sẽ chọn grid để tạo. Đây có trục trái. Chọn trục phải. Sau đó kéo ra. Giờ chọn các phím kỹ năng. Quy W E R D và F. Sau đó thì xếp lại sao cho thuận với tay của mỗi người. Nhưng mà đây mình tự thiết lập, mỗi người nó sẽ có một cái thiết lập riêng. Rồi lưu lại. Kích vào chữ save để lưu lại nha. Đặt tên cái bản lưu. Ok, lưu thành công là giờ chúng ta có thể chơi. Đây là những hình ảnh mình chơi trong game. Đây là dùng skill, dùng skill Q, dùng skill E để chạy nhanh. Mạng mạnh một xíu thì chơi nó sẽ mượt hơn nha các bạn. Đây, đây là ulti của Miss Fortune. Ok, video của mình tới đây thì cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì nhớ like và subscribe để tìm mình ra những video mới. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo.